Xin chào các bạn ha. Hôm nay Phong sẽ hướng dẫn các bạn cái cách điều chỉnh cái timer của mình. Thì đầu tiên thì mình ấn cái nút số 2 nè, ấn giữ, buông ra hiện lên B1.1. Ấn cái nút thứ 3 tăng lên là B3.2. Tiếp tục ấn nút thứ nhất hiện lên OB, nó chớp 3 cái. Rồi mình ấn cái nút thứ 3 để tăng lên là 15. Có nghĩa là nó sẽ đảo trong 15 giây. Tiếp mình ấn cái nút thứ 2, nó hiện chữ CL, mình đợi nó chớp 3 cái. Rồi mình ấn tăng lên là 120. 120. Các bạn chú ý có một dấu chấm đây, tức là 120 giây. Muốn là 120 phút thì mình ấn cái nút đầu tiên cho hiện lên 3 dấu chấm, có nghĩa là 120 phút. Tiếp ấn nút thứ 2 hiện lên chữ LOB, rồi nó chớp chớp 3 cái. Mình ấn dấu trừ, ấn cho nó hiện lên 3 dấu trừ. Sau đó mình ấn nút thứ nhất cái nữa để nó chớp chớp hiện lên số 15. Mình ấn giữ cái nút này, rồi nó hiện lên B3.2 chớp chớp. Đó, như vậy là nó đảo rồi đó ha. Các bạn thấy đây, cây đảo nó đã đảo rồi nè. Đó, nó đảo đúng 15 giây là nó ngừng, nó chuyển qua chế độ chờ. Chế độ chờ là 120 phút ha. Thì bây giờ là bắt đầu nó đếm thời gian á, khi nào được 1 phút nó sẽ hiển thị ở đây số 1. À. Còn cái chức năng tắt hay đảo như sau. Mình ấn cái nút thứ nhất nó hiện lên chữ off. Có nghĩa là nó đã tắt hay đảo rồi đó. Bây giờ mình có cấp điện cho cái bộ điều khiển đảo này thì nó cũng tắt cái khai đảo và nó không chạy. Cho nên nó áp dụng cho các bạn áp đơn kỳ, tức là bỏ trứng một lần, sau đó mình áp đến 18 ngày rồi mình cho nó ngưng đảo và cho nở trên khay luôn. Nhưng mà mình khuyên các bạn khi mà áp á, thường thì các bạn sẽ áp đa kỳ, cho nên là bạn đừng có tắt đảo. Mình cứ áp đủ 18 ngày ở trên khay thì mình sẽ hạ cái trứng từ trên khay nè xuống dưới đáy thùng này. Mình có thể lót trấu, giấy báo, hoặc là mình bỏ vào cái rổ. Lon nước thì lúc nào cũng có lon nước ngay vị trí này trước bóng đèn. Rồi ở cái giai đoạn tầm khoảng 15-16 ngày thì các bạn cho thêm một lon nước nữa ở ngay vị trí này. Như vậy thì nó sẽ đủ độ ẩm để nó nở. À, bây giờ mình test cái đảo lại thêm lần nữa ha. Như nãy mình đã nói, mình đã tắt cái đảo rồi, các bạn thấy nè, nó vẫn chạy, nhưng mà khi đảo ở trong đây không chạy, đúng không? Mình mở lại nè, đó, nó on, đó, thì nó mới chạy nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Phong ở số điện thoại 0977788536. Xin chào các bạn ha.